Ngày 3 tháng 5, tỉnh ủy tổ chức lễ công bố quyết định của Ban thường vụ tỉnh ủy Đắk Nông về công tác cán bộ. Ban thường vụ tỉnh ủy quyết định điều động, chỉ định đồng chí Phạm Văn Đức, phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy tham gia đảng đoàn, giữ chức phó bí thư đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để hiệp thương cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2019-2024. Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh Ủy, trưởng Ban Tổ chức tỉnh Ủy Nguyễn Đức Nguyên cho biết, Đồng chí Phạm Văn Đức có hơn 20 năm gắn bó trong ngành công tác tổ chức xây dựng Đảng. Ở mỗi lĩnh vực, mỗi nhiệm vụ được phân công, đồng chí nêu cao tinh thần gương mẫu, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ở môi trường mới, đồng chí Phạm Văn Đức cần tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, trình độ, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, từng bước khắc phục khó khăn ban đầu, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất trong Đảng đoàn. Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham gia lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.